ngàn bảy, hồi đó tiền ngàn bảy mà chịu bảy. Ngàn bảy. Kẻ sinh hoạt bình thường mà. Đấy là quay quay camera. Làm bộ át ở đây thằng nhàn chứ. Quay phim mà. Cái này quay phim xong này không em? Không được, vậy nó có cái jack riêng. Cái này jack riêng của nó. Phải mua. Nó một đắp của cái này là đắp của tiền nhà nước, lương nhà nước bà đây tiền cái bà đó mấy lại mua xoài cúng ông nữa đó, mua xoài Việt Nam á, quả xoài ra để thắp hương ông để cho bà nữa. Coi coi thân chín chưa, còn trái đấy ăn đi. Để nó cúng quá, chín là không cúng rồi, cúng có cúng thế nào ra cái đó để ăn mà đây chín rồi em, để ăn thử ngon lắm, để ăn mới nó mới ngon. Con cháu trở lại rồi đó. Con cháu đi. Nếu mà đợi cũng rồi bây giờ ăn. Nên sẽ hiểu vì sao mà bạn Quang, một khán giả hâm mộ bóng đá lại yêu thích đội tuyển. Giờ nào thử hỏi đi. Tuy nhiên thì trận đấu vòng loại chúng ta giải đáp. À, bà ngoại nếu mà ra để đúng không? Để có thể bàn cờ phát sóng tất cả các trận đấu. Xách tay thôi, nó bay đi mà mình nó... Đâu phải xách gì đâu, kéo cái thôi. Nhờ bà tham ra được 90 cửa. 81 hơn 2 tuổi. 81 tuổi. Hơn 2 tuổi. Tuổi đồng bằng tuổi bố con mà. Nên tuổi. Bằng tuổi bố con 592. Hai đồ con 83 này. Sắp dậy. Tháng năm mới này là 82. Mà. Đúng rồi. Tháng năm mới là 82. 81. Bà nhớ đây hai chị em bà đây bà 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 chóc à. Bà chóc bà nhớ đây. Năm 28 tuổi đồng mà. Nhớ tuổi đồng năm nay. Bố con với lại bà ngoại ở trong đó là bằng tuổi nhau. Ông thì mình cũng là tuổi tuổi thần. Ông thì chẳng biết thì là người ta còn nhớ mẹ ta bảo là đẻ là đẻ cùng với thằng già thằng chị nhớ không khác chứ còn nó có mất là đúng tuổi là vào đấy vợ ông ta muốn tuổi gì này hồi xưa thì tuổi nhớ nhưng mà như giờ như tao giờ mà bà bảo là tao đẻ mày thì năm tao bao nhiêu tuổi bây giờ tao bằng đấy tuổi mày cứ tính cũng được tính nha vừa không sao để thôi tao đấy tao đẻ cái tao